được chán quá, mẹ dốt mấy cái ngày ra cũng nên được. Thì em muốn chia sẻ về cái vụ các bạn này tí, thì kể ra thì cũng rất nhiều anh em là cờ đỏ nhưng mà đang đi theo cái hướng là suy luận rồi hiểu lầm rồi nói rồi lên tiếng những cái điều nó rất là sai lầm. Thứ nhất là trước hết là mình nói về cái quân đội nhân dân và cái khẩu hiệu của quân đội nhân dân, cũng như mọi người đã nói rồi qua rồi là chung với đảng hiếu với dân, đúng không ạ? Thế nhưng mà như như anh đã nói là hiếu với dân là hiếu với cha mẹ để chuyển thành dân, thì không phải hiếu với dân đây là trong chiến tranh, trong thiên tai, trong hoạn nạn, kể cả hiếu với cả những em bé, cả những đứa trẻ, cả những người già, tất cả nói chung là người dân là đều phải kính trọng với phép giúp đỡ dân và dân. Đó là cái chuyện là hiếu với dân chứ không phải là hiếu cha mẹ. Hiếu với cha mẹ thì chuyển thành 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 người dân rồi, không phải. Tức là với một người dân nào thì cái chữ hiếu là cái chữ phải tốt với người cha mẹ, đúng không? Đấy là to với người con với cha mẹ, còn với quân đội là phải tốt với từng người dân một, dù đó là một đứa nhỏ, đúng không? Trong chiến tranh thì phải bảo vệ nhân dân, trong thiên tai thì phải cứu giúp nhân dân, trong lao động thì phải hỗ trợ nhân dân, đó là cái sự hiếu với dân, đúng không ạ? Thế còn cái việc nữa là ở Việt Nam chúng ta thì đang có cái việc là đất nước hòa bình, thì cái lực lượng vũ trang của chúng ta không tăng quân số thì nó không có phải là ai cũng phải trinh qua quân ngũ, tức là một số thôi, đúng không anh Thư Quang? Chứ còn bảo là bây giờ các bạn ấy xuyên tạc bảo là thế này ai dám cho đi, đầy người chống lệnh nghĩa vụ quân sự đã bị đi tù 7 năm rồi không có chạy thoát được nếu khi người ta gọi mà chống, đúng không ạ? Còn Công thứ nhận. hai nữa thì trước hết nói về em Đô ấy thì cũng gọi là có lời là chia buồn với gia đình và cũng mong em là an nghỉ, nhưng dựa vào cái chuyện em Đô thì em cũng nói thế này này, mọi chuyện tích cực thì như anh Hưng với mọi người cũng nói hết rồi, đúng không ạ? Thì bây giờ mình nói có chút tiêu cực trong quân đội đi, nhưng cái tiêu cực gì thì nó cũng có nguyên nhân cả, đúng không anh? Thế này em nói tại sao lại có tiêu cực và có nguyên nhân, có tiêu cực nhưng nó do có nguyên nhân, nó cũng như là có hai cái trường hợp xảy ra anh Tư Quang và mọi người. Thứ nhất là cái việc xung phong, có nhiều người ta xung phong đi là bằng cái niềm đam mê, người ta thích người lính, đúng không ạ? Em không nói là những người đi vì đi thi đi cử vào là người ta theo con đường binh nghiệp, không nói, nhưng có những người đi xung phong 2-3 năm thì cũng có người là yêu người lính và thích đi lính, đó là xung phong, những cái tinh thần đó là rất tốt. Và những có người có cái đơn xung phong, em phải khẳng định nhá, có những người có đơn xung phong nhưng không phải đơn của người đấy viết mà gia đình viết ép phải đi, tức là những cái đối tượng này là con nhà tôi ở nhà nó ngoan lắm nhưng ra đường thì nó thế này thế nọ, đấy là cái trường hợp có không anh? Có, đúng không ạ? Con hư thì đẩy vào quân đội để cho quân đội rèn giũa, đúng không? Có chứ không, có Đúng xung rồi. phong kiểu đó nhá. Thì cái việc này thì em nói này, vào quân đội thì các tướng ta ở nhà theo anh theo chị xưng hùng xưng bá, vào quân đội thì lại không chịu hòa nhập với quân đội, muốn làm mình làm mẩy trong quân đội, thì nó xảy ra các trường hợp là các đàn anh đàn chị dạy bảo. Em khẳng định là cái đó là có, nó cái hình ảnh không đẹp nhưng mà nó cũng phải có, ở trong quân đội nào cũng có. Em nói ở những cái trường hợp mà lính quân đội đặc biệt, có nghe rõ không anh Thư Quang? Có đang nghe ở ra ngoài đây. Ở những cái lực lượng đặc biệt ấy anh phải biết là còn có cả cái chương trình là huấn nhục, tức là ăn uống như con chó con trâu, với hoặc là làm gai lấy mật hoặc là bị đánh bị đập. Nếu mà so ra những cái chuyện mà bị dạy bảo cho một hai bài học với cái việc như là bác tư thương bác mười 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 thương ấy bị cưa chân 6 lần thì trinh qua chiến tranh như thế thì người lính làm sao mà chịu được, độc có cái việc mà đàn anh nó dạy bảo một tí, đúng không ạ? Em nói là cái này là ở đâu đó cũng có cái tiêu cực là đánh, nhưng đánh nó có nguyên nhân cả, đúng không ạ? Những các anh ở nhà thì bố mẹ bảo nó ở nhà ngoan lắm nhưng mà thực ra thì có những cái anh đi lính là do nhà ép phải đi, ở nhà ăn chơi phá phách theo anh cũng chỉ có giang hồ, đúng không? Thì gia đình viết đơn bắt phải đi lính, đó là những cái trường hợp đó là dễ vào đấy, là dễ bị các anh các chị dạy bảo. Thế nhưng mà đó là chỉ lâu lâu có cái chuyện đấy hoặc là ở nơi này nó có, chứ không phải tất cả các bạn đi bộ đội vào đấy đều bị đánh, không có. Các bạn đi vào đấy các bạn ngoan hiền, đúng không ạ? Biết lễ phép, biết tuân thủ các cái điều Chấp hành lệnh kỷ luật. của lính đề ra thì các anh không có cái lý do gì các anh bị đánh cả, đúng không?
Thế thì đấy là cái trường hợp xung phong thứ nhất là họ yêu đam mê nghiệp lính, thích đi lính để cho trưởng thành, đúng không ạ? Và một số nữa cũng là đi để về cho nó chững chạc và được ưu tiên làm cái công việc này, làm công việc kia, hoặc là thực hiện việc đi lao động, hợp tác lao động. Và có cái trường hợp là gia đình viết xung phong, nhưng khi mà xảy ra chuyện thì lại bảo đấy em mới xung phong chứ gia đình là nhận là tôi xung phong cho nó đi, phải không ạ? Đây mình không áp đặt cái chuyện này cho em Đô, đúng không ạ? Nhưng mình từ cái chuyện em Đô mình nói cái tờ giấy xung phong ấy, nó cũng nhiều cái xung phong mà gia đình viết để ép con em mình đi vào cái môi trường quân đội để cho họ rèn luyện. Tại vì ở nhà là họ bó chân bó tay rồi, anh Thư Quang và mọi người ạ. Em thấy nhiều trường hợp chính ở quê em cũng vậy thôi. Con cái ở nhà đua đòi chơi bời theo anh theo chị này nọ thì gia đình buộc phải tống vào bộ đội cho họ rèn luyện. Thì những cái trường hợp này ấy, có một số trường hợp vào thì tuân thủ, có một số trường hợp vào thì vẫn muốn làm mình làm mẩy cậy ta đây là thế này thế kia. Thì cái chuyện mà xảy ra quân đội bất cứ của một nước nào có cái chuyện tiêu cực anh ạ. Quân đội Mỹ nó đóng ở Hàn Quốc kìa, nó hiếp dâm gái Hàn Quốc như ngoé, em nói thật luôn, ở trên báo chúng biết đăng đài bao nhiêu vụ, rồi là nó hãm hiếp phụ nữ ở Iraq đi giết, rồi là đánh nhau chết người cũng là ở đâu. Nhưng phải nói khẳng định một câu, đừng có ai nói một câu là như thế này ai đi lính, đừng có nói câu đấy. Nếu bây giờ những cái đứa thằng nào mà tuổi mà còn trẻ mà đăng cái bài như này ai đi lính, mong an ninh mạng ghi nó vào và bắt nó đi lính, không phạt vẹt gì hết, bắt đi lính để cho biết là đi lính để làm gì và cần thiết phải đi lính để làm gì. Chứ còn cái việc mà bây giờ bảo là ai dám đi lính, một đất nước nào thì cũng phải có quân đội. Nếu mà đất nước như đất nước vẫn còn cái tình trạng chiến tranh như Triều Tiên và Hàn Quốc thì gần như là 100% phải trải qua lính. Anh thấy một ca sĩ nó kiếm tiền tỷ, idol của nó hàng vạn người mà nó còn phải đi lính. Chứ còn đừng có nói các anh con nhà nào nhân nữa. Đấy là cái thứ hai về cái chuyện đi lính và xung phong. Và cái chuyện thứ ba này em muốn nói thế này. Quân đội chúng ta là cái thanh kiếm để bảo vệ đảng, bảo vệ nhà nước và bảo vệ cái đất nước này. Thì không thể nào mà dùng một cái thanh kiếm mẻ được anh ạ. Khi nó có một cái gợn nào, em tin rằng các cơ quan rồi tòa án binh rồi điều tra của quân đội họ sẽ làm rõ cái việc này ra. Chắc chắn là rõ 100% luôn. Tại vì nếu cái việc này mà để tiêu cực trong lính ấy, thì khác gì đảng ta đang dùng một cái thanh kiếm mẻ anh ạ. Cũng như là anh Huy nói, bây giờ đến như đô đốc còn bị lôi ra xử, chứ còn ba cái người đại úy đại yếc đổ xuống thì mới gọi là huấn luyện cậu này, đúng không? Thì mà xảy ra mâu thuẫn mà đánh chết người thì không là cái gì mà không xử cả, đúng không anh? Đến chuẩn đô đốc còn xử, rồi những thượng tá thượng tướng ấy còn xử, thì với một cậu nếu mà có như cái thuyết em đang nói là ví dụ như là cái thuyết âm mưu của mọi người đang nghĩ. Nhưng tại sao mọi người cứ nghĩ theo cái chiều hướng đấy? Đến tướng người ta còn xử thì một cái cậu quý không có gì mà không xử được, đúng không ạ? Thế thì em mới nói là mọi người hãy nhìn ngẫm và nhìn thêm một chiều nữa. Người ta chỉ mặc cái áo lính, đúng không ạ? Nhưng cậu này hoặc là ai đó mặc áo lính, nhưng trong con người ta cũng vẫn là một người có hỉ nộ ai ố, cũng có sự giận dỗi, cũng có sự mâu thuẫn. Thì trong lính cũng thế thôi. Anh em trong lính cũng bất hòa bất đồng thì xảy ra những cái việc mà đấm đá lẫn nhau rồi bị kỷ luật, đúng không ạ? Chứ không hẳn là lính là họ là một con robot khi nắp cái chip hay cái thẻ nhớ vào là quân lệnh là 10 là tròn sử dụng được 10 điểm là được cả 10, không có. Đôi khi người ta vẫn có những cái sự mất kiểm soát, tại vì người ta cũng là con người đi lính thôi, chứ không phải là hẳn là một cái con robot lính, cho nên là vẫn có hỉ lộ ai ố thì vẫn có sự mâu thuẫn xích mích trong anh em. Thì chúng ta lên tin vào những cái cơ quan chức năng và điều tra, và em khẳng định rằng có thể cái việc này mọi người thì đang nghĩ một cái chiều hướng không tích cực. Nhưng em nghĩ nếu cả cả cái việc này nó xảy ra tiêu cực hay tích cực thì đây cũng là một cái việc để cho quân đội rút ra một cái bài học kinh nghiệm. Tại vì xưa nay là để cho các anh các em trong bộ đội dùng điện thoại cấm rồi đấy, nhưng mà vẫn để cho các em nó dùng quá mức, nén nút, rồi là nhiều khi kể cả như cậu em mới đi lính đây
cũng không được dùng điện thoại nhưng mà cũng hay được gọi về, xếp xiếc lại cứ cho mượn. Thế thì em mới cũng là một cái để cho quân đội chúng ta rút kinh nghiệm. Nhưng mà ai mà nói câu ấy mà là như thế này, ai cho con đi lính, không đi lính thì cứ nhận 7 năm tù, đơn giản thế thôi, không có cái gì mà khó cả. Mà sau này ai cũng nghĩ như thế thì sẽ phải thiết quân luật từ khi gọi là dính, không có chuyện là tôi đang có hoàn cảnh thế này hay là tôi đang học, đúng không ạ? Người ta khi mà một người ta đã có những cái già nắn rắn thì vuông, người ta đã cho mình những cái điều kiện, những cái người xung phong đi thì những người đi học hay là những người đang neo đơn thì được phép là viết đơn là hoãn nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà các anh cứ như thế thì người ta cứ chỉ mặt là đi thôi, không có cái gì khó cả, đừng có nói mà nghĩa vụ mà anh từ chối được. Nghĩa vụ bảo vệ đất nước này ai cũng phải có nghĩa vụ hết, đúng không ạ? Đó là thế thì em chỉ lên chia sẻ một chút về thứ nhất là cái việc lá đơn á, thì em không nói vào trường hợp của em đâu, tại vì em cũng mất em không nói. Thế nhưng mà cái lá đơn ấy, tuy rằng một lá đơn tình nguyện nhưng chưa chắc đã phải là cái người đi lính với tình nguyện, anh Thưa Quang nhé. Tại vì rất nhiều thành phần con cái nhà bất hảo, tức là ăn chơi đua đòi sa ngã, thì bố mẹ viết đơn tình nguyện tống cho đi lính để cho nhà nước và quân đội rèn luyện, thì vào đấy nếu mà mình dùng từ chính xác á, là gia đình gửi vào, gửi nhà vào môi trường quân đội để quân đội rèn luyện lại. Anh bảo là gửi vào đó, thì mình nói một cách đó, bố mẹ biết đơn thì viết là cậu đấy xung phong, đúng không ạ? Thì đúng rồi, thì chính cậu ta là người phải đi lính mà. Thế thì em đang phân tích cho mọi người cũng hiểu thêm về cái đơn đấy là cái đơn tình nguyện của người lính, nhưng chưa chắc đã phải là cái thời này là như cái thời chiến là 10 cái đơn tình nguyện thì là cái nhiệt huyết cả 10 đâu. Bây giờ 10 cái đơn tình nguyện thì em cũng có 5 đến 7 cái đơn tình nguyện là bố mẹ tình nguyện thay con, đúng không ạ? Tại vì ở nhà gần như bất lực thì bảo vào đấy cho cái môi trường quân ngũ để họ rèn giũa kìm cặp, thì sẽ xảy ra cái sự tiêu cực. Nếu mình chúng ta chỉ nhìn qua video chúng ta thấy là tiêu cực, nhưng trong đó thì em nói này, những cái điều lệnh của quân đội ấy, người ta chỉ rèn về tư cách và là lếp sống thôi anh ạ, chứ người ta không rèn được cái bản tính mà chỉ có những người bên cạnh mới biết, đúng không ạ? Ví dụ như em cùng phòng với anh, em tính theo anh theo chị rồi anh hạch sách mách qué rồi là khiêu khích anh, thì cái đó thì chỉ có anh với bạn anh đấm em, chứ còn thủ trưởng thì chỉ có nè lếp sống này, đúng không ạ? Giờ giấc, đúng chưa? Thì những cái chuyện mà xích mích thì nó vẫn xảy ra, tại vì lính thì cũng là bỏ áo lính ra cũng là tâm tư tình cảm của những cậu thanh niên mới lớn mà, nó cũng có hỉ nộ ai ố, cho nên là sự xích mích trong lính có chứ không phải không. Nhưng mà chúng ta chỉ nhìn qua clip thì bảo là bị đánh kia là tiêu cực, mà nó là không phải. Nhưng thực ra thì cái bị đánh đấy là do chúng ta, những cái người đó đấy. Đúng rồi Diệu Ngọc, cháu nó ở nhà ngoan lắm. Đấy là những cái người mà không biết con bị hư thì vẫn là đi lính bình thường. Có những người biết con hư lại đút vào nữa. Thì chúng ta phải nhìn cả cái đấy chúng ta mới biết là những cái clip nó xảy ra thì nó cũng đều có nguyên nhân cả, chứ không phải tự nhiên mà vào đây lễ phép ăn ngủ đúng giờ tuân theo mọi hiệu lệnh của lính mà bị đánh. Không có, những người đó không bao giờ bị đánh, đúng không ạ? Tại vì ở trong đấy có cái gì mà liên quan đến tiền bạc cái gú với nhau đâu mà bị đánh. Chỉ có mỗi cái trịnh thượng hay là xưng hùng xưng bá, coi như đất này là của bố mày đó, thì bị đánh. Thì những trường hợp đó nó xảy ra nó như thế đấy. Thì em nên bổ sung thêm những cái đấy để chúng ta thêm một cái góc nhìn khác của những cái okay, người mà được gia đình gửi vào, đúng không ạ? Chứ không hẳn là xung phong mà đã là tự nguyện, đúng chưa? Anh có công nhận điều đó không? Ok Long Hoàng, cảm ơn Long Hoàng. Vâng, em chào anh, chào tất cả anh chị em diễn đàn nhé. Thì qua câu chuyện Thưa Quang chỉ xin bổ sung thế này nè mọi người, về câu chuyện mà như thế thì ai mà đi lính nữa, đúng không ạ? Thì Thưa Quang chỉ nói ngắn gọn thế này thôi. Bất cứ một đất nước, một quốc gia nào, đúng không? Và cụ thể là đất nước Việt Nam chúng ta đã có luật nghĩa vụ quân sự, đúng không ạ? Còn các đất nước khác thì không biết họ gọi luật là gì thì Thưa Quang không biết, nhưng chúng ta cũng hiểu nôm na, tức là phải có đến bao nhiêu tuổi đó là bắt buộc phải đi vào cái câu chuyện là tham gia quân đội. Đó là cái nhất. Cái thứ hai nữa là
cái môn trường quân đội này nào như thế nào thì thầy Quang trải qua rồi, thì thầy Quang cũng xin nói cái tiêu chí của bên môi trường quân đội là gì? Kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Tại sao là cái câu đó theo thầy Quang hiểu? Bởi vì anh đã vào một tham gia quân đội là một cái tập thể lớn, và đặc biệt cái tập thể đó là chịu trách nhiệm rất lớn với đất nước, với nhân dân. Và nếu anh muốn thực thi được cái câu chuyện đó thì anh phải có tính kỷ luật. Đúng ạ, anh phải có tính kỷ luật, chấp hành kỷ luật. Cho nên thầy Quang nhớ rất ấn tượng, nhớ cái ngày đầu tiên thầy Quang tham gia quân ngũ, khi xe đưa vào gọi là quân trường, lúc đó là quân trường Phú Giáo. Vừa vào cổng thôi là một cái bảng pano đó, là một cái chữ kỷ luật là sức mạnh của quân đội. Nói thiệt với mọi người, lúc đó thấy đọc ra thấy tèo mẹ hết. Tại vì sao? Mình tung tăng, giống như Lễ Lan Hoàng nói, mình đang tung tăng mà, mình là một thanh niên, mình đang tung tăng ở ngoài xã hội. Đúng chưa? Thậm chí những cái gọi là những cái ràng buộc của gia đình, thậm chí mình cũng còn không chấp hành nữa. Cái đó là sự thật. Đối với một thanh niên gọi là cái tuổi mới lớn, đúng không? Những cái ràng buộc của gia đình, như đại khái như những lời răn của cha mẹ, anh chị, cô chú, mình có nghe đâu. Mình thích đi chơi, mình đi chơi, mình thích đâu, đi thích về, nào về, đúng không? Nhưng khi anh đã vào cái môi trường quân đội là anh phải đi theo cái khuôn khổ, khuôn phép, cái kỷ luật của quân đội đưa ra. Đó, và thầy Quang nhớ thời đó đi lính, trong quân đội họ có một cái hình thức giáo dục rất là hay. Và thầy Quang nhớ mãi luôn. Tức là thế này, thí dụ như một tiểu đội xuống xếp hàng đi ăn cơm, đúng không ạ? Ăn cơm là nó có giờ, có giấc, hoặc là nó như thế nào đó. Và khi mọi người đã vào đủ bàn rồi mới ăn, đúng không? Ví dụ đi, ông nào mà vào mà cái vẻ ham ăn, ăn trước, muốn ăn, chê cha người ta đó, chưa được phép ăn mà đã đút chén vào ăn trước á, là mọi người biết thế nào không? Là tất cả những người còn lại á, không được ăn, đứng nhìn. Đứng nhìn người đó ăn. Đó, đứng nhìn người đó ăn. Và người đó bây giờ cũng không được phép dừng lại nữa, là phải ăn. Để làm gì? Đó là một hình thức giáo dục. Anh vào đây là anh sống theo cái môi trường tập thể, và anh phải hòa nhập theo tập thể. Anh không thể nào anh làm theo một cái cá nhân của anh được nữa. Ở ngoài xã hội anh là người thế nào thì chúng tôi không cần biết. Nhưng khi anh đã vào cái môi trường quân đội rồi thì anh phải chấp hành theo những cái quy định ở trong quân đội đưa ra. Và cái hình thức đó thầy Quang còn nhớ, trong môi trường quân đội họ gọi là gì? Lấy tập thể rèn cá nhân. Cho nên từ đó về sau, những ai mà vi phạm những cái điều lẻ tẻ đó là không thể nào dám vi phạm nữa. Bởi vì thứ nhất là đánh vào ngay cái gọi là cái áy náy, cái sai lầm của con người. Chúng ta nhìn chúng ta ngại ngần chứ, đúng không mọi người? Bởi vì như thế nào, con xin lỗi bố chút nha, con nói một chút. Bởi vì như thế nào, mình nói một câu nôm na, ở ngoài xã hội hay có câu này nè, mình đừng khác người, đúng không? Mình đừng khác người để coi, để mọi người xem mình là một người khác. Đó là như vậy, đó là cách giáo dục của quân đội đó. Tức là phải hòa nhập với tập thể, không có ông nào là sao là chăng trong một cái tập thể đó cả. Và cái tập thể đó là phải có sự chỉ đạo, cái sự giáo huấn của vị trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, đại đội trưởng, hoặc là tiểu đoàn trưởng. Và cao hơn nữa, thí dụ như là sư đoàn trưởng, đại khái hay lữ đoàn gì đó. Nó rất là răm rắp. Cho nên là rất cũng đồng ý với Lan Hoàng là cũng có những gia đình họ cũng muốn đưa con họ vào cái môi trường quân đội. Để làm gì? Để môi trường quân đội giáo dục con của họ trở thành một cái người mà gọi là sống có ý thức, có trách nhiệm với xã hội, có cái tính kỷ luật. Nó là như vậy. Đó, thưa quan xin bổ sung thêm một góc nữa. Và để trả lời cái câu của bạn Kim Ngư, đúng không? Ăn theo thở ở theo thời, tôi đồng ý bạn Kim Ngư, đúng chưa? Bạn nói là tôi với bạn không có ở chung thời với ông Diệm, tôi đồng ý. Nhưng mà ý đây tôi nói bạn nghe, tại vì bạn đưa cái câu kia, cái hình ảnh bạn nói bạn thấy gì ai cũng bất bình là điều bình thường. Ý bạn dùng từ bất bình thì tôi xin hỏi bạn, tại sao bất bình? Với tôi hiểu cái bất bình là cái điều gì đó nó xảy ra, nó gọi là oan trái,
rõ ràng không? Nó xảy ra một sự oan trái, một cái sự gọi là hàm oan cho một người đó buộc phải gánh, thì chúng ta mới bất bình. Còn đây cái sự việc của cụ Đô là mọi người hiểu cái câu chuyện là chưa đến cái kết luận cuối cùng, chưa biết cái cuối cùng là cái điều gì, thì bạn bất bình cái gì? Còn vấn đề ông Diệm, đúng không? Tại sao tôi nhắc vấn đề ông Diệm? Đúng là tôi không sống, nhưng mà lịch sử tôi thấy, tôi xem được lịch sử, đúng chưa? Và đó là một người đại diện cho cả một cái thể chế, mà cái mà ông đó là một, cũng do một cái thể chế đó bầu lên, đồng ý không? Mà lại bị những một thành phần sĩ quan gì đó đứng ra làm cái những câu chuyện đó. Bởi vậy tôi mới hỏi bạn, bạn nhìn hình ảnh đó bạn có bất bình hay không? Bạn không trả lời. Và mà cuối cùng cái câu thoái lui của bạn là bạn gài đi gài lại, và tôi hỏi câu đó tôi chịu thua, đúng không? Là bạn thoái lui rồi, chứng tỏ bạn đâu công bằng. Tôi chỉ hỏi bạn, bạn nhìn một hai cái hình ảnh đó, bạn đưa ra một cái câu nói công bằng thôi đó, cái hình ảnh kia có làm bạn bất bình hay không? Bạn không dám trả lời, bạn thoái lui rồi, vậy ha.